Phi Thanh Vân sụp 3 ký vì cú sốc đổ vỡ hôn nhân. Nữ diễn viên cố lấy lại cân bằng, tự lái xe đi làm sau chuỗi ngày mệt mỏi vì vụ ồn ào ly hôn với chồng trẻ. Từ khi trục trặc tình cảm, vợ chồng ly thân, Phi Thanh Vân tự lái xe và làm mọi việc, không cần Bảo Duy hỗ trợ như trước. Sau những ngày du lịch xả stress, Phi Thanh Vân đã đi làm trở lại. Cô cho biết bị sụt 3 ký vì những trận khủng hoảng mâu thuẫn gay gắt với Bảo Duy trước ly hôn. Ngoài chiếc xe hơi màu bạc, cô còn 4 xế hộp khác nữa và nhiều tài sản giá trị lớn. Phi Thanh Vân cố giữ thần thái tươi tỉnh, quyết không gục ngã trước bất cứ nghịch cảnh nào. Người đẹp chủ trì buổi gặp gỡ khách hàng đầu năm tại công ty mỹ phẩm của cô. Phi Thanh Vân trưng bày nhiều hình ảnh của mình ở công ty để nhớ một thời da nâu. Người đẹp chụp ảnh kỷ niệm cùng khách hàng. Ngoài kinh doanh, Phi Thanh Vân đang đóng sitcom Gia Đình Vui Nhộn, làm giám khảo và tham gia một số game show. Cô còn định hợp tác đầu tư sản xuất phim, mở shop thời trang trong thời gian tới. Ở cùng một nhà, thấy em chồng kêu ốm, Harry Won thái độ thế này đây. Nữ ca sĩ chính là người lây bệnh cho Trấn Thành và em gái của nam MC. Cách đây vài ngày, Harry Won liên tục than thở trên trang cá nhân về chuyện bị ốm. Nguyên nhân được cho là lịch trình hoạt động dày đặc xuyên suốt dịp Tết Nguyên Đán vừa qua khiến sức khỏe của cô bị giảm sút đáng kể, thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi. Được biết, trong những ngày đầu năm mới, bà xã Trấn Thành hầu như ngày nào cũng chạy show ở tỉnh. Harry Won than thở về tình trạng sức khỏe của mình, Trấn Thành vào an ủi vợ và nhận được câu trả lời ngọt súng răng. Sau đó, em gái Trấn Thành, cô nàng xinh như hot girl Huỳnh My, đăng tải một số bức ảnh đồ ăn. Harry Won đã vào bình luận trách móc: "Em ơi, có nên úp hình giờ này không?" Huỳnh My kể lể với chị dâu: "Hôm qua ăn bingsu chung với anh Asin, bị lây hay sao đó, em hơi sốt sốt rồi." Harry Won nhanh đáp trả hài hước: "Ôi chúc mừng em, bệnh đó từ chị đấy." Harry Won lây bệnh cho chồng và cả em chồng. Bảo Duy tìm về vợ cả Thỏ Hàn Vi để bấu víu. Dòng trạng thái mới đây nhất của Bảo Duy khiến khán giả nghi ngờ anh muốn tìm về người vợ Thỏ Hàn Vi sau khi đoạn tuyệt với Phi Thanh Vân. Ngày 12 tháng 2, trên trang cá nhân của chồng trẻ Phi Thanh Vân, thay vì chia sẻ những dòng trạng thái gay gắt, vạch mặt nữ diễn viên cô gái xấu xí, thì bất ngờ Bảo Duy lại chia sẻ hình ảnh hai cô con gái với vợ cũ cùng dòng trạng thái đầy mùi mẫn. Cụ thể, chàng trai sinh năm 1984 viết: "Thấm thoát các con đã sắp thành thiếu nữ rồi, chị hai năm nào cũng đạt học sinh giỏi, tính tình nhẹ nhàng đăm thắm. Chị ba năm nay lớp 1 cũng đạt học sinh giỏi, điểm thi tuyệt đối nhất cả lớp và khối, thi môn nào nhất môn đó, lanh lợi không ai hiếp được chị. Ôi các con của ba Duy thông minh và ngày càng xinh đẹp làm sao, hãy sống thật tốt các con nhé, mọi việc cứ để ba Duy lo." Trong dòng trạng thái này, ba Duy dõng dạc tuyên bố, mọi việc cứ để ba Duy lo, cho thấy rằng kể từ phút này về sau, anh sẽ luôn yêu thương chăm sóc hai con của vợ cũ. Đây là hành động hết sức bất ngờ của Bảo Duy, bởi trong suốt thời gian yêu và cưới Phi Thanh Vân, chàng trai này luôn mải mê với cuộc hôn nhân mới và ít khi chia sẻ gì về vợ cũ và hai con gái, thậm chí nếu như không muốn nói là lãng quên. Thậm chí trong vụ ồn ào này, chính Phi Thanh Vân cũng lên tiếng tố cáo Bảo Duy thờ ơ, không quan tâm tới hai con gái của vợ cũ. Ngày hôm qua, chàng phi công trẻ này cũng khiến khán giả bất ngờ khi bỗng dưng xóa sạch những dòng trạng thái tố cáo nữ hoàng giao kéo trước đó. Sau những đôi co, cãi vã đầy mệt mỏi, Bảo Duy muốn dứt tình hoàn toàn, không muốn dính dáng gì đến Phi Thanh Vân nữa, nên mới xóa hết những dấu vết của cô, dù là tốt đẹp hay xấu xa khỏi cuộc đời mình. Những tưởng sau khi đoạn tuyệt với nữ diễn viên cô gái xấu xí thì Bảo Duy sẽ tìm cho mình một hướng đi mới, một cuộc sống mới. Nhưng chính dòng trạng thái mới đây của anh chàng đã khiến khán giả nghi ngờ rằng anh đang muốn quay lại tổ ấm Thỏ Hàn Vi. Việc Bảo Duy muốn tìm về chỗ cũ trong lúc giữa chuyện anh và Phi Thanh Vân mới vừa xảy ra cách đây vài ngày và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cho thấy chàng trai này lúc nào cũng cần một chỗ để bấu víu. Anh chàng vừa buông tay chỗ này thì không có gì ngăn cản nếu tìm về vợ cũ để nương tựa. Điều này khá logic với những gì Phi Thanh Vân tố cáo chồng cũ trước đó. Nữ ca sĩ làn da nâu thường xuyên lên mặt báo chỉ trích rằng tình trẻ có trình độ học vấn thấp, kém nên bất tài vô dụng, phải ăn bám vợ. Thậm chí người đẹp còn tự nhận bản thân mình không khác gì cái máy ATM để chồng cũ bòn rút tiền.
Trường Giang Trấn Thành lại mất trắng 150 triệu cho hot boy trà sữa tại đêm gala thách thức danh hài. Sau khi ẩm trọn giải thưởng 100 triệu ở vòng thứ tư, hot boy trà sữa đã lọt vào vòng gala cuối cùng của chương trình thách thức danh hài. Liệu chàng trai này có tiếp tục chiến thắng? Lê Tấn Lợi chính là chàng trai nổi tiếng sau khi tham gia chương trình thách thức danh hài và lập kỷ lục hạ gục ban giám khảo khó tính chỉ trong 10 giây ngắn ngủi. Anh chàng 23 tuổi đến từ Long An khiến hai vị giám khảo cười nghiêng ngả ngay từ những giây đầu tiên bởi sự lém lỉnh nhưng đầy chân chất và đáng yêu. Với sự hài hước, Lê Tấn Lợi đã ẩm trọn giải thưởng 100 triệu đồng ở vòng thi thứ tư. Tất nhiên, Lê Tấn Lợi cũng được tham gia vào đêm gala chung kết với giải thưởng lên tới 150 triệu đồng. Cách đây ít phút, Tấn Lợi cũng chia sẻ niềm vui mừng, hạnh phúc khi được tham gia vào đêm gala thách thức danh hài và hy vọng khán giả sẽ ủng hộ để anh tiếp tục chiến thắng trong vòng thi cuối cùng. Hot boy trà sữa chia sẻ những hình ảnh trong đêm chung kết thách thức danh hài với giải thưởng 150 triệu đồng. Thế nhưng, không ít khán giả đã cho rằng Tấn Lợi chính là thí sinh giành chiến thắng trong đêm chung kết thách thức danh hài, ẩm trọn giải thưởng 150 triệu đồng. Tấn Lợi gây ấn tượng mạnh với khán giả với màn giao lưu ngô nghê, hóm hỉnh. Thậm chí giám khảo Trấn Thành còn không tiếc lời khen ngợi anh chàng chính là hàng hiếm của chương trình. Liệu Lê Tấn Lợi có thể tiếp tục giành thắng lợi trong vòng thi cuối cùng để ẩm trọn giải thưởng 100 triệu đồng hay không? Kiều Giang Còi, lớn tuổi rồi mà vẫn gái trẻ chạy theo đuổi đi không hết. Hoàng Kiều và Giang Còi đã thực sự gây chấn động làng giải trí những ngày đầu xuân năm mới bởi những phát ngôn của hai người đàn ông khiến nhiều người tranh cãi. Những ngày qua, câu chuyện tình yêu tan vỡ, hôn nhân thất bại của hai người đàn ông đã luống tuổi trong làng giải trí Việt khiến dư luận được một phen sụp sôi. Nếu như Hoàng Kiều đánh bóng tên tuổi với cuộc tình mộng mơ với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, thì Giang Còi lại gây ồn ào, tiết lộ gây sốc về hôn nhân tan vỡ với vợ trẻ kém 25 tuổi. Thực tế, suốt thời gian này, hai người đàn ông luống tuổi ấy bỗng nhiên nổi như cồn bởi câu chuyện gắn với gái trẻ. Họ chẳng phải là soái ca trong mộng của biết bao người phụ nữ, họ cũng chẳng phải là diễn viên ca sĩ có tài năng xuất chúng, nhưng phát ngôn của họ khiến công chúng bàn cãi không thôi. Tỷ phú Hoàng Kiều, trong thời gian yêu Ngọc Trinh, vẫn có nhiều gái trẻ theo đuổi. Mối tình 27-72 giữa Ngọc Trinh và doanh nhân tuổi thất thập Hoàng Kiều những ngày cuối tháng 11-2016 đã khiến cho nhiều người vô cùng quan tâm. Quan tâm bởi câu chuyện này được xem là một hiện tượng hy hữu. Dù biết rằng tình yêu là con tim và không phân biệt mọi khoảng cách tuổi tác, nhưng cái cách mà hai người trong cuộc đến với nhau khiến người ta hoài nghi. Không hoài nghi sao được khi suốt hơn 2 tháng yêu đương tình nồng ấy, một người đàn ông ở tuổi thất thập biến thành một chàng trai mới lớn ngô nghê cùng những hành xử có phần kỳ cục. Thêm vào đó, trong hầu hết các hình ảnh âu yếm yêu thương của cặp đôi đổ lệch, người ta nhìn thấy dày đặc những chai rượu của tỷ phú Hoàng Kiều. Những tưởng cuộc tình sẽ viên mãn đi đến từng phút cuối, nhưng người trong cuộc dựng lên thì bỗng dưng một ngày giáp Tết, doanh nhân Hoàng Kiều tuyên bố chia tay Ngọc Trinh. Ngay lập tức, người đàn ông này gây lố với công chúng với mốt áo đỏ quần hoa nhức mắt tơi bời. Chưa hết, người đàn ông luống tuổi lại khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên với phát ngôn trẻ trâu. Trong thời gian yêu Ngọc Trinh vẫn có nhiều cô gái trẻ theo đuổi. Cụ thể, trong đêm nhạc tạ tình, doanh nhân này đã tiết lộ trong thời gian yêu Ngọc Trinh, xung quanh ông vẫn có nhiều vệ tinh, không ai trong số họ bỏ rơi ông. Họ còn khiến vị tỷ phú 73 tuổi cảm động khi nói với ông rằng anh đừng nắm tay nhầm người để rồi lại bị tổn thương. Thậm chí có nhiều đồn đoán cho rằng vì nghe lời xúi dục của người cũ, doanh nhân Hoàng Kiều đã bỏ rơi Ngọc Trinh. Tuy nhiên sau tất cả dù thế nào đi chăng nữa thì phát ngôn về gái trẻ theo đuổi càng khiến doanh nhân Hoàng Kiều thêm xấu xí trong mắt công chúng. Danh hài Giang Còi, gái 18 bất chấp để theo tôi nhiều lắm. Cũng như tỷ phú Hoàng Kiều, những ngày đầu xuân năm mới, danh hài dân dạ Đức Bắc này cũng gây sốc khi tiết lộ về tình trạng hôn nhân hiện tại. Cuộc đời người làm hài mua vui cho khán giả được xem là cười trên sân khấu, mà khóc sau cánh gà với Giang Còi cũng như vậy. Hôn nhân đầu đứt gánh, anh lại lao vào công việc để quên đi nỗi buồn cùng những cay đắng đời thường. Mãi miết mưu sinh, những tưởng duyên trời dừng lại, vậy mà may mắn Giang Còi gặp được người vợ trẻ đẹp kém tận 25 tuổi. Vậy mà cuối ngày 4 tháng 2, Giang Còi đã tuyên bố chia tay vợ hai và nuôi con một mình. Thậm chí anh còn sẵn sàng chờ tình yêu mới. Trước đó, danh hài Đức Bắc còn bộc bạch khi đi diễn tỉnh anh còn có rất nhiều cô gái tuổi 18 đôi môi theo đuổi.
Nhiều cháu khi thấy đoàn làm phim về diễn, sẵn sàng bỏ nhà đi theo đoàn làm phim chỉ vì các cháu nghĩ rằng nghệ sĩ toàn tiêu tiền cả tải, có xe kêu kẻ đón. Nhiều cháu nghĩ theo kiểu thà một phút đại còn hơn làm chim sẻ trăm năm. Được đi theo nâng khăn sửa túi cho nghệ sĩ là oai lắm, là nhan sắc mình cũng phải ở mức nào thì người ta mới đồng ý theo chứ. Từ đó hãnh diện với bạn bè, Giang Còi đã hồn nhiên chia sẻ như thế. Trước việc gái trẻ chạy theo đuổi đi không hết, Giang Còi đã phải từ chối vì anh thương các bạn trẻ. Anh sợ họ bị lợi dụng thân xác, rồi bị trả về thì cuối cùng cuộc đời sẽ gặp nhiều trắc trở thị phi. Chính vì thế nhìn thấy những cô gái 18 tuổi đôi mươi vây quanh, Giang Còi thường đưa họ về tận nhà phân tích cho gia đình và bản thân họ hiểu bản chất của nghề diễn viên hài.